Ngọc Dung xin kính chào quý vị của chương trình Biết Nói Cùng Ai. Hôm nay Ngọc Dung trở lại với Xuân Lan và Huy Hoàng lần nữa. Một tuần đi rất là nhanh, hơn nghĩ tưởng tượng luôn. Xin chào quý vị và xin chào chị Ngọc Dung. Dạ, xin chào quý vị và xin chào các bạn. À, hôm nay hộp thơ mình lại mở ra. À, cái màu đỏ này thì không biết nó có gì hấp dẫn hay không. Đẹp bóp, cái bóp nó cũng Prada đi nữa. Nó cũng đi rất là một cách rất là thích ứng với lại cái đôi giày và cái chiếc đầm lộng lẫy của chị. À, cảm ơn Huy Hoàng. Thôi để cho mình trở lại cái chương trình Biết Nói Cùng Ai ha, để chia sẻ với các bạn. Hôm nay thì hộp thơ mình nhận được một cái lá thơ. Thì trong cái lá thơ này có lẽ cái này mình cũng có coi sơ một tí xíu. Rồi trước khi mà đọc thì có lẽ là đọc xong là tự động mình trả lời luôn ha. Sau đó mình chuyển qua cái đề tài khác. Thì bây giờ cái lá thơ bắt đầu là: kính gửi chương trình Biết Nói Cùng Ai, tôi là một khán giả đã theo dõi chương trình từ lâu và rất là hâm mộ. Và tôi cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề về di trú, nhân tiện trong chương trình Biết Nói Cùng Ai lần này có xuất hiện của chị Ngọc Dung, tôi muốn gửi đến chương trình câu hỏi về của tôi về di trú, mong được giải đáp thắc mắc. Gần đây tôi có xem tin tức báo đài trên Mỹ thông báo về việc ngưng cấp thẻ xanh cho những người có khả năng sẽ ở lại Mỹ hưởng phúc lợi xã hội, và đặc biệt những người thu nhập thấp. Vậy việc này có ảnh hưởng đến hồ sơ EB3 hay không? Vì theo tôi được biết, EB3 là dạng lao động phổ thông, được xem như là người lao động có thu nhập thấp. Mong nhận được sự giải đáp thắc mắc. Thân chào Phúc Lâm ở New York. Cái này là chuyên ngành của Ngọc Dung mà, cho nên là phải là để Ngọc Dung trả lời nó mới hay. Xin quý vị lắng nghe anh trả lời rất là lý thú sau đây. Thì thật sự ra cái tin của ông Trump đưa ra cũng khoảng gần một tuần, thì hầu như là mọi người cũng đang nôn nao rất là nhiều. Thì là họ sẽ cho mấy người đi về nước về cái thu nhập thấp. Thì thật ra cái thu nhập thấp của ông đang định nói đây là về những người được bảo lãnh qua Mỹ, xong sau đó lợi dụng đi lãnh xin tiền welfare, xong rồi tiền cash, tiền food stamp. Thành ra ổng không muốn khi mà mình bảo lãnh người đó, mình phải có trách nhiệm về cái vấn đề đó, để cho xã hội không có bị tham thủng trong cái vấn đề này. Thành nhưng Xuân Lan nhớ đó là đa số những người này khi mà họ bảo lãnh gia đình họ qua đó, có một cái tờ đơn là họ phải ký là phải bảo đảm là những cái người đó không có được ăn tiền xã hội xin chính phủ, có đúng không? Đúng, họ có ký nhưng mà somehow họ thực hành được chừng năm thôi. Sau đó rồi họ cũng phải đi lên, họ xin, họ diễn cớ là ồ, gia đình tôi không nuôi tôi nữa. Rồi họ cũng vẫn đi tiếp tục xin một lần không được, hai lần, và lần thứ ba họ cũng được cái trợ cấp. Trợ cấp có thể là ít thôi, trong vòng một tháng hay là một năm hay là cái gì đó, thì tùy theo có đứa bé thì họ được ăn lâu hơn. Nhưng mà như vậy đó, cái người bảo lãnh sau này sẽ bị chịu trách nhiệm hết tất cả những cái hóa đơn mà họ đã dùng cái tiền của chính phủ. Thì tiền chính phủ không phải là sẽ đòi nợ cái người xin, nhưng mà sẽ đòi nợ cái người bảo trợ. Bảo lãnh qua đó. Thì cái vấn đề đó thì cũng có một vài cái xảy ra rồi, thì người đó phải trả góp. Nhưng mà cái kẹt như nè, khi mà nếu mà nghĩ đến cái người anh bảo lãnh cho mình ha, thì hay là một người mẹ bảo lãnh cho mình, thì họ sẽ không làm việc đó, nhưng mà somehow gia đình không được hạnh phúc thì họ cũng chả khe. Họ bây giờ họ nghĩ trước hết là gia đình của họ đang không có tiền sống, thì họ phải làm gì? Thì họ cái việc đầu tiên là họ đi xin trước. Cái đó nó cũng xảy ra một vài trường hợp. Thì dù là họ biết là bây giờ qua thì không được xin mấy cái đó, thì họ tạm thời ngưng trong một thời gian ngắn thôi. Còn trở lại có bị ảnh hưởng cho cái những người đi lao động như là lao động phổ thông thấp thì có bị ảnh hưởng không? Thật sự ra thì at least là cái người đó phải có cái income vô, thì họ có lao động rõ ràng thì họ sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Thì hai cái trường hợp khác nhau, bên kia là bảo lãnh người thân, còn bên đây là họ đi làm lao động thì không có bị ảnh hưởng gì hết. Như vậy là nếu mà những người nào mà xin trợ cấp chính phủ mà họ cứ làm như vậy, năm đầu tiên có thể là họ không dám làm, nhưng mà năm thứ nhì cái họ cảm thấy người kia suối, người nọ suối, họ thấy là xin tiền dễ quá, họ lại đi xin như vậy. Thì cho tới hình như là Xuân Lan biết đó, là tới lúc mà họ thi quốc tịch Mỹ xong rồi đó, thì họ mới, cái người bảo lãnh mới hoàn toàn không còn chịu trách nhiệm, đúng không? Dạ.
Dạ, cái đó cũng cái số tiền cũng là rất là khá lớn, nếu mà họ ăn 3 năm như vậy là rất là tốn tiền ạ. Dạ, thì có cái được cái bên Mỹ là họ không bao giờ bắt họ mình phải trả gì một lúc, họ cứ bị trừ thẳng vô cái payroll. Thì cái đó cái kẹt mà nếu mà người sponsor họ tức quá họ không thèm đi làm nữa, họ ở nhà họ lãnh tiền thất nghiệp thì cũng chả biết đâu mà đòi nữa. Nhưng mà Xuân Lan cảm thấy tội nghiệp cho những người có cơ sở thương mại, có tài sản, và nếu mà họ bảo lãnh cả biết bao nhiêu gia đình qua mà họ lại làm cái chương trình là họ đi xin này xin nọ, tới một lúc nào đó chính phủ bắt đầu ụp cái người bảo lãnh thì tài sản cái người bảo lãnh coi như là mất hết. Dạ cũng có thể. Dạ cái đó cái cũng rất nguy hiểm vậy thôi. Dạ. Chứ chưa biết cái là của thành ra đôi khi bây giờ những người bảo lãnh họ cũng concern dữ lắm. Dạ. Nhất là những người mà sponsor thêm á. Dạ. Ký tên họ cũng hơi ngại ngại vấn đề này. Dạ. Thì nhưng mà bây giờ thì hình như là ông Trump ổng mới đưa ra cái luật cách đây vài hôm á, ông đọc ra thì cái quyền lợi đó sẽ bị, trước khi mà họ cho cái người đó qua, họ sẽ xem xét cái quá khứ của người này như thế nào. Trước một thời gian lâu hơn, ngày xưa thì họ chỉ check có 3 năm thôi, 3 năm gần nhất. Nhưng mà mình nghĩ chắc kỳ này có thể họ check lâu hơn một tí xíu là quá khứ của họ và tiền tài của họ từ đâu đến và finance, để cho chắc chắn khi bảo lãnh, khi người đó qua là họ sẽ như là nuôi được một thời gian rất là lâu. Okay, dạ, chứng minh rất là nhiều, giống như dạng con nuôi vậy đó. Dạ, okay. Dạng con nuôi mà muốn sinh đó là phải gọi là cái người đó phải có income rất là nhiều suốt trong bao nhiêu năm nữa, là đại khái như là nếu mà mình nuôi đứa bé lên 18 tuổi mà nó hết á thì người này phải có một cái số tiền dự trữ đến 18 tuổi luôn. Mà nếu mà những người nào mà muốn bảo lãnh mà trong lúc mình đang đứng 50 tuổi hay năm mấy thì 18 năm về sau mình còn đi làm được để mà nuôi hay không. Thì ra sinh con nuôi rất là cũng khó nếu mà mình lớn tuổi. À hay. Dạ. Vậy là cái chủ đề của mình chúng ta lại là xong rất là ngắn ngủi, tại vì chứ hỏi ai chứ hỏi Ngọc Dung cái là có trả lời ngay. Bây giờ mình chuyển qua một cái vấn đề khác mà trở ngược lại cái kỳ rồi của mình á, là bạo hành trong gia đình. Kỳ này thì vừa rồi á, mình cũng tiếp xúc một vài người khách hàng thì họ cũng mới vừa qua, nhờ họ mới vừa qua định cư thì họ hỏi, họ nghĩ là chắc là cái chuyện này cũng Ngọc Dung ở đây lâu Ngọc Dung biết, nhưng mà thật sự là Ngọc Dung không có trong cái trường hợp này nhiều, thật ra để nói lên xong sau đó chắc xin Huy Hoàng trả lời dùm nha. Thì một cái gia đình đó có một đứa con đi vô học thì biết nít nó hay phá mà, xong rồi thì người cha bố mẹ quen cái tật là con mà phá thì về quýnh cho sưng mông sưng đít lên đó. Thì sau đó đứa bé nó vô nó học ngầm ngay cái buổi hôm đó, là nó học ngay cái buổi là cái chương trình mà kiểu mà bố mẹ không được đánh con cái, thì nó tức quá nó khóc nhè lên và nó dạch mông đó nó cho coi. Thì cũng như cái ngày đó chắc là ngày xui của ông già đó, thì là bố mẹ kêu lên gọi và sau đó thì làm cái report xong rồi đưa ra cảnh sát. Thì ông ta mới được bị cảnh sát gọi lại, thì ông rất là lo sợ và ông nói bây giờ nếu trường hợp vậy ông đang nghèo nữa thì ông có cần mướn luật sư hay không, hay là ông phải làm như thế nào bây giờ với đứa bé mà giờ nếu con mình đánh nữa thì không thể nỡ đánh nữa rồi, mà ông không dám đứng như thế nào, ông nhúc nhích, bây giờ nếu trường hợp này ông như thế nào, phải giải quyết như thế nào. Dạ thưa chào quý vị, bây giờ Huy Hoàng có một chút thời gian. Thưa quý vị, Huy Hoàng không phải là luật sư, nhưng mà Huy Hoàng đã làm rất là nhiều cái vụ về bạo hành gia đình ở trong tòa. Thì đương nhiên khi mà chúng ta gặp vấn đề trở ngại với pháp luật thì cái điều tốt nhất chúng ta phải làm là có một luật sư đại diện cho mình ở ngoài tòa, phải không ạ? Nhưng nếu quý vị nghèo, không có đủ tiền thì quý vị có thể xin tòa chỉ định cho mình một người luật sư miễn phí. Nó gọi là public defender, tức là những người luật sư công cử được bổ nhiệm để đại diện cho những người nghèo không có tiền. Và đương nhiên tòa sẽ phải yêu cầu quý vị điền vào một cái đơn. Cái đơn đó chứng minh rằng mình là cái người không có đủ tài chánh thì mình sẽ được một người luật sư. Đối với những cái trường hợp bạo hành gia đình mà đánh con thì nó sẽ có ảnh hưởng tới tòa của thiếu nhi là nhiều. Thí dụ như bé đó mà cuối cùng phải bị thương tật hoặc là bị trầm trọng hơn nữa đó, về tổn thương về thể xác cũng như là về tinh thần, thì có thể sở xã hội sẽ giành cái quyền nuôi con của mình. Có những trường hợp đau lòng xảy ra vô cùng vì một cái cơn nóng giận nào đó mà cha mẹ đánh con hoặc là la hét hoặc làm cho con nó sợ quá,
rồi con nó nói lên cho cô giáo, thầy giáo ở trường hoặc là cho cơ quan công lực biết, thì sau một thời gian nếu như mà mình không có luật sư bảo vệ cho mình ở ngoài tòa đó, thì sở xã hội nó mỗi một cái quận hạt đều có một cái sở xã hội, nó gọi là Children and Family Service Department, đó là cái cơ quan bảo vệ trẻ em và gia đình. Họ sẽ đại diện cho nhà nước dành cái quyền nuôi con đó và đưa cái người con của mình cho một cái cha mẹ, nó gọi là foster parents, tức là người cha mẹ nuôi, sẽ nuôi và mình phải trả tiền chi phí cho cha mẹ nuôi đó. Vâng, giám hộ thôi. Dạ. Thì mình phải, trong thời gian đó mình phải mất rất là nhiều thời giờ và tiền bạc ra tòa và phải chứng minh với tòa. Rồi sau khi mà mình chứng minh không được thì có thể là mình sẽ thua. Nếu mình thua thì mình lại mất cái quyền nuôi con trong một thời gian nào đó. Cho nên thường thường thì nó có thể đưa đến cái việc là tòa án sẽ kêu mình phải đi học những cái lớp học làm cha mẹ ở Hoa Kỳ như thế nào, học để mà quản lý được cái cơn nóng giận của mình như thế nào, để mình không có dùng bạo lực đối với con cái. Thực sự ra cái văn hóa của người Việt Nam mình là giáo dục con cái bằng cách là mình phát đi vô đít của em, phải không ạ? Thương nhưng cho ngon, cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi. Có cái câu đó luôn á. Dạ, nhưng mà mình cho roi, cho vọt đây không có nghĩa là mình phải đánh cho đến nỗi mà em nó sợ hãi tới, hoặc là nó bị bầm cả mông đít, hoặc là bị sưng mặt lên chẳng hạn. Cái đó nó trở thành là bạo hành rồi. Đúng rồi. Cho nên nếu như chúng ta có sử dụng những cái biện pháp gọi là thương cho roi cho vọt thì chúng ta cũng phải làm sao để mà nó phù hợp với cái luật pháp tại Hoa Kỳ này. Quý vị, nếu như anh mà nói chuyện với chị Ngọc Dung mà có sợ quá, mình lo ngại quá, thì mình nên vô trong tòa, mình xin phép tòa cho tôi một người luật sư miễn phí nếu như mình không có đủ tiền. Còn nếu như mình có đủ tiền thì mình cũng phải cắn lòng, cắn răng để mà bỏ một ít tiền để thuê một người luật sư đại diện cho mình mỗi một lần mình ra phiên tòa. Tại vì nếu như mình không hiểu nhiều về luật mà mình tự đại diện cho mình ở ngoài tòa thì cuối cùng có những quý vị bực tức quá và không cần đại có luật sư nữa, rồi mình lại tới có một cái phiên xử không, rồi mình lại thua đó, mất mát thì mình lắm. Sẽ bị mất quyền giữ con rất là đau lòng. Thì theo Xuân Lan đó, nếu mà có ai đánh Xuân Lan đó thì Xuân Lan bỏ giấy cầu tiêu ở trong cái ở ngoài sao. Làm sao đánh? Làm sao mà biết người ta đánh không được? Nói cái mẹo không ạ? Hoặc là đeo cái tả vô. Tại vì Xuân Lan cha mẹ đánh vô có đâu. Nó bị căng thẳng quá cho nên là muốn cho quý vị cười chút xíu nha quý vị. Nhưng mà nói chung á thưa quý vị, về việc mà đánh con á thưa quý vị, Xuân Lan có thông dịch một cái cuốn băng của bên sở y tế, thì họ có làm một cái cuộc khảo sát rất là hay mà Xuân Lan không ngờ cái chuyện này nó đã nghiên cứu như thế này. Một đứa bé chỉ có 2 tháng tuổi thôi nằm trong một cái nôi, trong lúc cái phòng ngoài cha mẹ cãi vã nhau, đánh đập nhau, thì sau một thời gian đó đứa bé đó bị bệnh, cái não của em bị ảnh hưởng. Họ không nghĩ cái chuyện đó xảy ra nhưng có thật. Đó là lý do tại sao họ làm một cái cuộc nghiên cứu từ 2 tháng tuổi cho tới 5 tuổi. Các não bộ của em đang phát triển. Bất cứ cha mẹ nghĩ là các em không biết hay là cái gì đó đều ảnh hưởng đến cái não. Cứ tưởng tượng cái não của em như là một cục đất sét. Và khi nó lớn lên nó ấy, nó chỉ có cần quẹo một chút xíu là bắt đầu bị ảnh hưởng cho cái tương lai của các em sau này. Cho nên sau đó, đó là họ ra một cái chương trình là The First Five, nghĩa là 5 tuổi đầu tiên của em rất là quan trọng. Cần cha mẹ phải nói chuyện các em làm sao cho vui vẻ, có tình thương, để các em, cái não bộ các em có thể diễn đạt hết đầy đủ trọn vẹn để mà không có bị một cái vấn đề gì sau này. Đó là một cái Xuân Lan muốn chia sẻ đến quý vị rất quan trọng. Còn đó là cái ngoài chủ đề đánh đập, nhưng mà phải hiểu rất là quan trọng các em ở cái tuổi đó, mình nên cho tình thương cho các em, đừng cho các em thấy những cái chuyện cha mẹ đang làm. Cái điều đó em nghĩ rất là hữu ích. Nếu như chúng ta dạy dỗ con cái bằng bạo lực thì chúng ta không thể
trông mong là con cái của mình sau này nó trở thành một người hiền lương được, đúng không ạ? Nếu chúng ta dùng bạo lực thì con cái của mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Cho nên quý vị nào đã từng có những kinh nghiệm, hoặc là những đau thương, hoặc là những mất mát, hoặc là những trở ngại về vấn đề bạo hành gia đình, xin quý vị hãy liên lạc với chương trình của chúng tôi để chúng ta chia sẻ những khó khăn đó và những cái giải pháp nào để chúng ta có thể đương đầu được với những cái sự khó khăn khi mà chúng ta phải gặp khi mà ra hầu tòa về cái vụ chúng ta vi phạm trong vấn đề bạo hành gia đình. Xin quý vị hãy nhớ chương trình của chúng tôi là Biết Nói Cùng Ai, và địa chỉ email là biếtnoicungai2019@yahoo.com. Cảm ơn Huy Hoàng ha. Thì Ngọc Dung xin kết thúc chương trình của Biết Nói Cùng Ai ngày hôm nay và xin hẹn kỳ sau. Dạ, xin kính chào quý vị. Huy Hoàng xin cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị.